xin chào bà con. Đó là vô quay một cái lô đất với tổng diện tích là 3 hectare. Nhưng mà trong sổ là có 2 mẫu 8. Thì trên đất là gọi là chủ yếu là cây cà phê. Có chuối, ít chuối xen lung tung trong vườn bằng mất máy xào. Với lại trên là cà phê tơ hết. Lô đất này nó gọi là được khoảng 1,5 hectare là đất bằng phẳng đẹp trên đỉnh. Đường đi nó lại đây, trên đỉnh này nhìn ra là view thủy điện Đồng Nai 4. Nhìn thấy đường quốc lộ 28 luôn. Ban đêm ở đây thì nhìn thủy điện sáng rất là đẹp. Thì lô đất này chủ đang gửi mình bán với cái giá chọn lô luôn là 1,8 tỷ. Còn anh em bà con thiện chí muốn đi xem thì liên hệ cho Đạo, Đạo dắt cho xem. Lô đất cà phê đẹp lắm. Có điều là mất một nửa nó hơi dốc, nhưng mà chủ nhà đã mở đường đi hết rồi. Lại có view ngắm thủy điện Đồng Nai 4 nữa. Sổ sách ở đây thì xây dựng thoải mái nhé. Đây là con đường đất, tính từ đường bê tông vào tới đây thì nó mất khoảng 800 m đường đất, nhưng mà xe hơi vô tới tận rẫy. Cà phê rất là đẹp. Thì quý bà con có hơi cái lô này thì liên hệ Đạo dắt cho xem. View đất này nó hơi thực thể, cũng gọi là đất view. Bên kia là Đồng Nai 4, còn xung quanh nó, xung quanh là núi đồi trùng điệp điệp. Thôi, Đạo xin chào bà con nhé. Có gì hãy liên hệ cho Đạo, Đạo dắt cho xem. Cà phê rất là tốt, nhưng cũng có sầu riêng với bơ nữa, nhưng mà ít, nên là Đạo cũng không có ít, Đạo cũng không có lội đi quay nữa. Nói chung là quay cà phê rồi. Cà phê thì tuyệt vời rồi. Đây, cà phê rất là tốt, xanh đen luôn. Đang mùa khô mà cà phê xanh đen luôn. Thôi, xin chào.